Hello, xin chào quý vị, bà con, cô bác, anh chị em khỏe không? Hôm nay Jimmy chia sẻ các bạn ăn làm bò gà lụi ở nhà hàng. Nên là chicken souvlaki, ok? Múa gà vậy đó các bạn, cắt miếng miếng vậy nè. Xong thấy miếng nào chưa nhỉ? Cắt ra miếng miếng. Thấy không? Đây miếng cắt sẵn đó, đóng ở đây à. Xong rồi cái ở đây có muối tiêu. Oregano. Garlic powder. Vậy thôi. Gà lụi ăn ở nhà hàng đó các bạn. Này chia sẻ cho vui. Ok. Muối. Muối giật vô. Oregano, muối giật vô. Bột tỏi, muối giật vô. Rồi. Quậy lên. Cho nó cho đều chứ. Múa gà vậy đó các bạn, rồi mình cắt. Còn mình là người Việt, mình thích ăn cái đùi nó có mỡ, nó không có khô đó, thì mình mua đùi. Tây thì ăn mỡ, ăn cái này không các bạn. Xong cái miếng nhỏ xíu rồi nè. Có ông Vũ ở đây đó, thì mình dục vô trong ấy đó. Mình kêu nó ăn thử, được thì lấy ra thôi. Nói thì nói cho có vậy thôi, chứ mình cho ông chủ ăn, chủ nó không ngon mình cũng vô. Này hơi bự các bạn nha, bự không các bạn. Cái này là thịt gà xiêm ghim. Ở đây tay ăn tàn là ức không rồi các bạn. Ức là mắc tiền nhất, không dầu, không mỡ, không xương, không da. Còn các bạn thích ăn thì mua cái đùi về đó, mua đùi về có da luôn, hoặc là đùi, cái đùi thịt không da đó. Nhưng mà ở đây là cách nhà hàng làm bán vậy đó các bạn. Bán dĩa như vậy nè, một cái ghim như vậy với một chút xíu cơm, một chút xíu xà lách, như là 20 mấy đồng. Well, flip that and give it a bite, Tom. Dag. You do it the same way as always, right? Not always, but sometimes a little bit more. You do it always the same. No, no, just always the same, but sometimes a little bit more salt, a little bit less salt. That's it.
So, mình lúc nào cũng rửa tay trước khi mình đợt làm mấy cái này, rửa xong mình rửa tay nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, chúc các bạn thành công nha.